nhái rồi để cho mình nhắn nữa. Dì mình đi như hoa hậu rồi, khỏe quá hay. Phải chứ. Phải nhiều hay. Đây, chào với dì đây. À, bên cạnh Hương đấy thì là dì Lương ở Quế Phong. À, dì cũng được một người bạn giới thiệu đến với cơ sở trị liệu xương khớp Hoàng Phổ Thống. Vì là bản thân dì cũng gặp rất nhiều những vấn đề về xương khớp. Dì Lương năm nay là 65 tuổi. Dì ở thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Trước đó thì dì cũng nói chung về bệnh xương khớp của dì cũng đã lâu rồi. Cách đây là 15 năm dì đi chụp thì người ta bảo là dì thoát vị địa đệm L4, L5. Rồi mới đây thì người ta bảo là thoát vị đốt sống cổ là 5 đốt rồi. À, thoát vị đa tầng đấy. Đa tầng rồi. Tức là cả cổ cả lưng đều thoát vị địa đệm cả. Nó có gây chèn ép đau đớn nhiều không ạ? Có. Nói chung là bây giờ riêng trong cái thời gian bị như thế thì riêng cổ thì nó chèn ép xuống hai cánh tay tê bì. Rồi là bây giờ nó không phải tê bì nữa mà là đau. Đau. Đau và khó, đau. Khó làm việc, khó vận động. Khó làm việc xuống cả khớp tay rồi cánh tay. À, đấy, dạ. Con lưng thì xuống mông và nó chảy xuống dưới chân. À, tức là chèn thần kinh tòa. Đấy, đấy. Rồi ạ. Tức là một cái mức độ chèn ép của hôm trước xem phim thì mức độ chèn ép cũng khá là nhiều. Tức là gì đã thoát vị địa đệm cả cổ, cả lưng. Nên gây chèn ép thần kinh ngoài biên tê bì cánh tay và chân. Đấy, đấy. Đấy. Thời gian gì bị đó là hầu như là đau. Cái thời gian nó đau nhất là lưng và đốt sống cổ thì nó chèn ép là gây cho gì là thiếu máu lên nào. À. Và có thời gian là cứ choáng và gây nôn đau đầu. Sau một thời gian gì cũng đi chữa bệnh ở khắp nơi rồi đi đến giờ thì nó lại cứ vần bị trở lại. À dạ. Vậy thì khi đến với cơ sở trị liệu Hoàng Phổ Thống thì gì cảm thấy thế nào ạ? Trước hết là gì thấy là cái thái độ tiếp đón của các bác sĩ, các kỹ thuật viên rất là niềm nở và chăm sóc thì rất là chu đáo, không có cái lời nào mà tả. Đấy, các bác sĩ thì hướng dẫn về là chăm sóc sức khỏe của mình này, rồi là chăm sóc như thế nào này, hàng ngày phải tập luyện ra sao này, từ các đấy. Ở đây là có cái loại thuốc xóa bóp Hoàng Cốt Thống này rất là hiệu nghiệm mọi người ạ. Tôi đã làm một lộ trình 10 ngày ở đấy thì các kỹ thuật viên đã dùng cái loại thuốc này để xoa bóp và cắt và bấm huyệt ở cơ thể như là đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, rồi các đốt sống như là đầu gối, là khuỷu tay, rồi cổ tay. À đúng rồi. Làm rất là tốt và có hiệu nghiệm. Ví dụ như tôi nói là đến ngày thứ 5 là cái tay của tôi đây này vẫn đang còn đau, nhưng qua ngày thứ 6 là mỗi hôm là co như thế này là cứng. Nhưng bây giờ các kỹ thuật viên đã làm cho tôi là thẳng và có bóp rất là dẻo dái, dẻo đấy. Các ngón tay là dẻo đấy, không có bị lấn cấn hay đau gì nữa. Không căng, mà hôm là căng. Nhưng mà hôm nay là thấy rất là dễ dàng, nên là mong mọi người tham khảo và trực tiếp đến cơ sở để mua cái thuốc Hoàng Cốt Thống này rất là tốt. Thì ở tại cơ sở trị liệu xương khớp Hoàng Cổ Thống này, nhà cháu chỉ dùng độc quyền cái thuốc Hoàng Cổ Thống kết hợp với cái cao đắp thảo dược và một cái không thể thiếu đó chính là cái đôi bàn tay trị liệu của các bạn kỹ thuật viên tại cơ sở trị liệu Hoàng Cổ Thống. Chính cái thuốc Hoàng Cổ Thống này nó đã tạo nên những cái thương hiệu, những cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời của Hoàng Cổ Thống mà chỉ có tại Hoàng Cổ Thống mới có ạ. Đấy là một bài thuốc đông y gia truyền, nó được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên rất an toàn lành tính, nhưng mà khi thông qua cái đường dùng là xóa bỏ ngoài giá cho nên rất an toàn lành tính gì nhé. Bà Di có thấy cái dâu này là dâu mát hay dâu nóng ạ? À đúng rồi, nó không giống với những loại dâu khác trên thị trường. Đấy là một loại dâu mát, xóa đến đâu thì mát đến đó, tạo cho khách hàng, tạo cho người bệnh một cái cảm giác rất là thư giãn, an toàn và dễ chịu. Thông qua cơ chế thẩm thấu thì nó sẽ đi sâu vào các tổ chức cơ xương khớp, giúp làm mềm các tổ chức cơ bị bỏ lâu ngày, từ đó giúp giải phóng cái sự chèn ép thần kinh và mạch máu, đồng thời tăng cường khí huyết lưu thông, làm tiêu mủ, tiêu dịch và tiêu viêm, giúp cho cả cái tổ chức cơ xương khớp được nuôi dưỡng tốt hơn, từ đó giúp tái tạo dịch khớp, tái tạo sùn khớp đã bị bao mòn do cái quá trình thoái hóa và thoát vị địa đệm gây ra gì nhá. Vâng, vậy thì Di cũng là một người may mắn được một người bạn đã điều trị liệu tại Hoàng Cổ Thống giới thiệu. Vậy bây giờ Di có muốn nói điều gì với những cái khách hàng ngoài kia khi mà họ chưa biết đến Hoàng Cổ Thống không ạ? Sau khi điều trị ở đây mới 10 ngày thôi, đáng lẽ là lộ trình là 15 ngày, nhưng tôi đang có việc nhà cho nên là sau này tôi sẽ là quay lại. Và mong mọi người hãy tìm hiểu đến Hoàng Cổ Thống để
những ai bị xương khớp thì chúng ta hãy đến đây, sẽ có các bác sĩ tiếp đón và các kỹ thuật viên mát tay sẽ là làm chúng ta sẽ bớt những cơn đau, thông huyệt và bệnh sẽ giảm đi rất nhiều. Rồi, cháu cảm ơn Di Lương rất là nhiều và cũng chúc Di sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống Di nhé. Dạ. Qua đây Di cũng cảm ơn tất cả là các bác sĩ ở cơ sở và các kỹ thuật viên. Chúc sức khỏe và mong sao cơ sở mình càng ngày càng đón tiếp nhiều bệnh nhân đến điều trị. Tuyệt vời quá.